ở chỗ làm có rất nhiều người, có chị không nhờ ai mà chị nhờ tôi, chị biết tôi hậu đậu mà. Cái chuyện đó quan trọng là tôi làm ưu chuyện chị thì sao? Thì tôi ấn tượng với cậu cái lần mà cậu lượm điện thoại của tôi á, rồi cậu đứng đợi để trả lại cho tôi. Chỉ có hai trường hợp mất là cậu rết ngất, hai là cậu rất đáng tin. Tôi nghĩ là trường hợp thứ hai ha. Đúng. Mà tôi nói cho chị nghe, đó giờ chưa có ai mà khen tôi giống chị luôn á. Ở dưới quê á, người ta không coi tôi ra gì hết. Người ta nói á, là tôi là vô dụng, là cái thằng ăn không rồi rồi, không làm được việc gì hết trơn. Còn tôi á, cho dù ai có nói gì thì tôi cũng sống cuộc đời là chính tôi thôi. Tại sao mình để người khác về quá cuộc đời của mình? Cuộc đời của mình thì mình phải là người quyết định. Đây. Đi. Anh tặng cho vợ chiếc vòng này á, là để mỗi lần vợ nhìn thấy á, thì vợ sẽ nghĩ tới là anh đang nắm tay vợ. Tôi yên tâm nghe, bữa trong cơn mê man á, anh đã tự hứa với lòng rồi. Từ nay về sau, anh sẽ chăm sóc cho mình suốt đời. Mình không ngờ chị thấy mình dễ gần như vậy. Hồi giờ mình tưởng đâu chị chẳng thì không có ai ra gì chứ. Hôm nay mới biết được con người thật của chị. Bia rượu đôi lúc cũng được. Chị vô nào.
chị nhẫn với Huệ. Mà phải Huệ đi chứ, để còn phụ má chăm sóc cho em nè. Huệ nữa hả? Em tưởng đâu lần này chị hai giận anh hai luôn rồi chứ. Em với anh hai đã giáp mặt bà Bảy rồi. Chị biết mà, em với anh không tin chị đâu đúng không? Ừ, không có đâu chị hai. Em tin chị, cho nên là mới dắt anh hai đi gặp bà Bảy để đốt chứ. Anh hai mới biết mình sai. Bà chị hai nè, cái bà Bảy đó trời thần dữ lắm. Chị mà làm gì với bà cũng phải cẩn thận. Em nè, sao vụ của em bây giờ nhìn mặt bà em vẫn còn hận á. Chị biết rồi, chị điều tra hết rồi. Bây giờ nhà bà ở dưới ốc chợ làm ăn lương thiện lắm, em đừng có lo. Nè, ăn miếng đi. Thôi, dài để đó đi, em tự ăn cho. Em làm cái gì vậy? Mệt em quá. Lúc nào cũng lo em người này người kia á. Em đang bệnh em nhõng nhẽo xíu có sao đâu. Nè, cháo má nấu á mâm. Chị hai nè, dù sao á, em cũng cảm ơn chị hai đã về. Còn bên Nhí chắc là nó mừng dữ lắm ha. Có cả ba với mẹ kế bên. Thiệt sự á, hôm bữa đi vậy thôi á, chứ lúc nào chị cũng nhớ nó hết trơn á. Hy vọng là lần này về á, vợ chồng hòa thuận, không có bị quánh nữa. Chị yên tâm đi, anh hai á, không dám động tay động chân gì với chị nữa đâu. Hôm bữa vì chuyện của chị má là chết á, anh hai hoảng hồn luôn. Chị tỉnh rồi á, thôi tôi đi về trước á.
về. Trời ơi. Nè. Giận hả? Thì tại tôi hiểu lầm thôi. Coi như cậu cũng biết chuyện đó. Cũng là quân tử mà. Nói là tôi chút đi.